xúc sắc xúc xé là mơ là mẹ hát bao nhiêu bài con còn mi nó mới mím cho nó ngủ cho nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi xúc sắc xúc xé là mơ là mẹ nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi bố nhà nó kinh lắm gương hát bài nào không gương nhá là phải chuyển bài chuyển bài bây giờ nó không ngư ngư nữa thì là đúng nước bài nó thích thế nó cơ điên cơ khổ ghê cơ xem có điên không hát bao nhiêu bài con cò mới vừa lòng nó ghê gớm vô cùng nào phải đi ngủ đi cho bà còn đi làm việc còn nhiều việc lắm ngủ rồi, không ngủ đâu. Chào muốn đi. Nó ngủ mà. Em đang dựng nó lại chị. Đi điên à. Nó còn đang nhiều việc, nó còn đang mọc miếc, nó đang hàng bên kia chưa cho trong ngăn mát để tối còn làm cơ, mai quay. Phải cho nó mát nó đanh lên mình đi về được, còn nó nhão cũng làm sao mà về được. Nó dẻo quá không bê được. Đạt xuống không? Ừ, còn bê lắm. Nó thính như cho bất dê thôi. Sợ kinh khủng. Sao sao chửi nó là mẹ mày, mày cũng như con chó bất dê ấy. Thiên thít như thịt lâu đâu mắt mở thao láo xong rồi ra với mình bắt đầu nhắm tịt mắt vào xong nó ăn lúc ăn nó cứ lấy cái mũi nó chè cái mắt nó đi cho ông khởi nhìn nó mẹ nó cứ chè tịt cái mắt hết cả hai cái mắt nó đi nó ngồi nó ăn xong kéo ra kéo cái mũi lên để nó nhắm mắt vào nó ăn sợ ông Sơn trêu nó nhắm mắt vào nó đéo mở mắt thế mẹ